Nguyễn Phi Hoàng, chàng trai 17 tuổi, với thân thế ít ai biết, đang làm rộn ràng trong làng báo Việt chiều và tối qua. Phi Hoàng là cái tên mới nhất và trẻ nhất của V-League 2020, được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam. Và nên nhớ, thầy Park chỉ xem trực tiếp Phi Hoàng thi đấu đúng một trận tại mùa giải năm nay. Hôm nay, mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu xem Nguyễn Phi Hoàng là ai. Nguyễn Phi Hoàng sinh ngày 27 tháng 2 năm 2003 tại Thanh Trạch, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, một miền quê mà nơi đây thanh niên chủ yếu đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tại nơi đây, chúng ta có thể thấy hàng trăm tòa nhà xa hoa tráng lệ, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là nhà của Phi Hoàng. Phi Hoàng và người anh ruột Phi Hùng quyết tâm không tiếp bước. Phần lớn các thanh niên nơi đây, hai anh em đã chọn cho mình một ngã rẽ khác. Vâng, như chúng ta đã biết, đó chính là bóng đá chuyên nghiệp. Cùng thi vào đội tuyển trẻ của SHB Đà Nẵng năm 2013 và cùng trúng tuyển, anh em nhà Nguyễn Phi dễ dàng giúp đỡ nhau trong tập luyện, thi đấu cũng như trong cuộc sống. Thế nhưng giấc mơ đã suýt chút nữa dang dở với cả hai anh em. Phi Hùng dính chấn thương nặng, gác lại giấc mơ sân cỏ khi chưa đầy 17 tuổi. Người anh trai và cũng là đồng đội thân thiết tại đội trẻ đầu hàng số phận, Phi Hoàng cũng có những sao động nhất định. Nhưng rồi chàng trai trẻ cũng đã cố gắng theo đuổi đam mê đến cùng. Thành quả bước đầu đến với Phi Hoàng khi được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nhấc lên đội 1 SHB Đà Nẵng. Anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại V-League. Hậu vệ quê Quảng Bình đã ra sân 4 trận cho đội bóng Sông Hàn mùa giải năm nay và có một đường kiến tạo thành bàn. Phi Hoàng là gương mặt nổi bật nhất của U17, U19 Đà Nẵng cũng như đội trẻ Đà Nẵng tham dự giải hạng nhì 2020. 17 tuổi, sở hữu chiều cao 1m72, có thể thi đấu tốt mọi vị trí bên hành lang cánh trái. Ngày hôm nay, Phi Hoàng đã có một bước tiến dài trong sự nghiệp quần đùi áo số. Anh được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên đội tuyển U22 Việt Nam trong đợt tập trung lần này. Chỉ 70 phút thi đấu trước Thanh Hóa đã khiến hậu vệ sinh năm 2003 lọt vào mắt xanh của ông thầy người Hàn. Phi Hoàng là trường hợp 17 tuổi hiếm hoi mà thầy Park triệu tập. Có lẽ ông đã nhìn thấy một đoàn văn hậu mới chăng? Dẫu sao, lối chơi sắc sảo, tốc độ và thông minh của Phi Hoàng sẽ có rất nhiều đất diễn tại các cấp độ đội tuyển dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đặc biệt hơn, anh lại đang chơi tốt ở mọi vị trí bên hành lang cánh trái, vốn rất ít cầu thủ Việt Nam có thể đảm đương tốt. Tương lai đang rộng mở phía trước với hậu vệ quê Quảng Bình. Dù có phải trì hoãn kỳ nghỉ tại quê nhà vài tuần để tức tốc đến Hà Nội vào tối mùng 1 tháng 11, chắc hẳn Phi Hoàng vẫn sẽ gật đầu cái rụp hàng nghìn lần. Những cố gắng, những đau thương, những giọt nước mắt đã được đền đáp. Cố gắng lên nhé Phi Hoàng, kỷ lục gia 17 tuổi của bóng đá nước nhà. 2-0! Những công lớn thuộc về cầu thủ trẻ Phi Hoàng. Nguyễn Phi Hoàng đã có một tình huống xử lý rất hay. Một màn ra mắt ấn tượng của cầu thủ năm nay mới 17 tuổi. Chắc chắn người vui nhất trong tình huống vừa rồi có lẽ là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Không phải một huấn luyện viên nào cũng dám sử dụng một cầu thủ trẻ năm nay mới 17 tuổi. Một trận đấu có thể nói là thành công của Nguyễn Phi Hoàng.